Thanh Giang xin kính chào quý vị đang theo dõi đài truyền hình IBC TV trong chương trình Văn hóa và Giáo dục được chiếu hàng tuần 4 lần, tối thứ Hai 8:30, sáng thứ Tư 6:30, chiều thứ Sáu 5:30 và trưa Chủ nhật 1:30. Kính thưa quý vị, chương trình Văn hóa và Giáo dục ngày hôm nay sẽ đến với đề tài là nghệ thuật thứ bảy. Nói như thế có nghĩa là trước khi có được nghệ thuật thứ bảy, chúng ta đã có 6 nghệ thuật. Và người khách mời ngày hôm nay đến với chúng ta đã có được 3 trong 6 cái nghệ thuật đầu tiên. Và bây giờ cô lại đến với chúng ta với cái nghệ thuật thứ bảy nữa. Thanh Giang muốn nói đến ca sĩ Nhật Hạ. Và bây giờ là một vài dòng về ca sĩ Nhật Hạ. Nhật Hạ từng là giọng ca nổi tiếng ở hải ngoại vào thập niên 80. Cô được khán giả yêu mến khi trình bày những ca khúc rất nổi tiếng của những vị nhạc sĩ tiền bối như Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, vân vân. Nhưng vào cuối thập niên 1990, Nhật Hạ bất ngờ ngưng sinh hoạt ca hát và chuyển sang kinh doanh. Và mới đây cô trở lại với làng ca nhạc khoảng chừng 5 năm với sự khuyến khích của người bạn đời, đó là nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình. Nhật Hạ đã trở lại với nhạc phẩm Vẫn Yêu Cho Đến Ngàn Sau do cô viết lời và nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình, chồng của nữ ca sĩ, làm nhạc. Sản phẩm là do đạo diễn Đặng Trần Thức chỉ đạo thực hiện. Ngoài lĩnh vực ca hát, Nhật Hạ còn là nhà thơ, diễn viên, người mẫu, ảo thuật gia cũng như là MC. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh để giới thiệu đến quý vị khán giả của đài, đây, nữ ca sĩ Nhật Hạ kiêm MC, kiêm người mẫu, kiêm em thấy hơi nhiều, một người rất là nhiều tài. Thanh Giang xin mến chào Nhật Hạ. Nhật Hạ gửi lời chào đến khán giả. Hạ xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài. Hạ rất là hân hạnh được trò chuyện với chị Thanh Giang. Hạ xin chào, mến chào chị Thanh Giang. Và bây giờ mình nói chuyện ngay, chắc là khán giả cũng đang háo hức biết được, muốn biết tại sao lại có cái nghệ danh là Nhật Hạ. Nhật Hạ là cái tên mà Hạ tự sáng tác khi Hạ có em bé đầu lòng, tức là một cô con gái đầu tiên của Hạ. Và khi đó Hạ muốn kiếm cho con gái của mình một cái tên mà không bao giờ trùng với một bất cứ một cái tên nào trước đây, tức là bây giờ mình hay nói là không đụng hàng đó chị. Thì Hạ nghĩ mãi và suy nghĩ rất nhiều để có được cái tên mà không giống ai cả và chưa ai nghe tới bao giờ, là tên là Nhật Hạ. Hai cái dấu nặng đi với nhau thường có vẻ là khó đọc hơn và có vẻ là ít người dùng hơn. Nhật, có lẽ rất nhiều người có tên Nhật, hoặc là Hạ thì ít thôi nhưng mà cũng có. Mà Nhật Hạ ở cái thời điểm đó thì Hạ thấy chưa có ai dùng. Dạ, nó đơn giản như vậy thôi. Dĩ nhiên nó cũng có những cái ý nghĩa khác, như là nếu mình nghĩ Nhật là mặt trời hay là Nhật là một ngày, thì Hạ là mùa hạ. Mình có thể hiểu đó là một cái sự rực rỡ, một cái sự sung mãn, một cái sức sống và một cái điều gì là mới trong một cái ngày. Thì có một người bạn của Hạ là một cái người rất giỏi về hán văn và nho nữa. Thì anh mới nói với Hạ là tại sao cô có thể kiếm được một cái tên hay như vậy. Chữ Nhật không có nghĩa là chỉ là ngày hoặc là mặt trời, mà nó còn có nghĩa là cái sự tinh khiết của buổi sớm mai nữa. Cho nên là anh rất là cái thích tên Nhật Hạ. Thật ra Hạ thì Hạ đơn giản là thích là nó về cái sound, tức là khi là mình nói lên cái âm nghe nó dịu dàng, dễ thương. Đó là lý do Hạ chọn Nhật Hạ. Dạ. Có lẽ là như các cụ ngày xưa cũng thường nói là cái tên nó vận vào người. Và dạ, ngay khi Nhật Hạ giải thích nó, nếu mình hiểu một cách thật là đơn giản, đó là dạ, một ngày vào mùa hạ là một ngày rất là rực rỡ. Một ngày mà bây giờ quý vị chiêm ngưỡng dung nhan của người mẫu, ca sĩ, diễn viên Nhật Hạ thì quý vị cũng có thể hiểu được tại sao Nhật Hạ lại có cái biệt danh là một người đẹp không tuổi.
Hỏi cảm ơn chị lắm. Thật ra Hạ nghĩ thế này, tuổi thì không thể là không tuổi. Ai rồi cũng có tuổi. Nhưng mà Hạ lại nhớ lời của chị Tuyết Mai, chị Đặng Tuyết Mai, chị nói rằng già thì rồi ai cũng phải già, nhưng mà mình cứ chậm chậm mà già chứ vội vàng làm gì. Thành ra là Hạ nghĩ thế, nếu mình có cái may mắn là mình chậm già hơn thì Hạ nghĩ cái đó đã là một hạnh phúc rồi ạ. Chứ còn không dám nhận chữ là không tuổi đâu. Dạ. Cái đó là biệt danh người ta mến, người ta tặng cho mình. Dạ, dạ. Chứ không phải là mình muốn mà được, phải không ạ? Nhưng mà em cũng xin nói thêm, người ta chỉ gọi một người nào đó là không tuổi tức là người đó đã nhiều tuổi rồi đó. Chứ còn khi mình mà ít tuổi quá, người ta sẽ không bao giờ dùng chữ đó. Dạ vâng. Không, có lẽ là bởi vì khi mà Thanh Giang tiết lộ về cái tiểu sử ngắn ngắn của Nhật Hạ, đâm ra người ta mới có thể liên tưởng thôi. Chứ bây giờ nếu mà nhìn vào những cái thành quả mà Nhật Hạ có được trong cái thời gian sinh hoạt, mà nhất là khởi đầu khi không biết là Nhật Hạ bước vào cái lĩnh vực nghệ thuật bắt đầu bằng bộ môn gì? Hạ đi hát trước tiên. Đi hát chưa? Và cái nghiệp, nếu mà mình có thể gọi là nghiệp, tức là nghề chọn mình, không phải mình chọn nghề. Khởi đầu khi mà Hạ đi qua Mỹ thì trong đầu Hạ rất là nhiều mộng tưởng. Hạ nghĩ là Hạ sẽ thành một cái họa sĩ, tại vì Hạ có đi học họa. Hạ nghĩ mình có thể là trở thành một diễn viên, vì Hạ đã từng được chọn trong những cái cuộc tuyển lựa. Rồi Hạ lại nghĩ rằng mình có thể làm nhiều tiền vì mình học computer science. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó đều không có thành. Mặc dù mình bỏ rất nhiều thời gian và nỗ lực cho nó. Thì có Hạ có một cái nghề trên trời rơi xuống là nghề đi hát. Thì Hạ cũng nói thật là Hạ không hề học qua bất cứ một trường lớp nào. Tức là mình không có học luyện thanh khi bắt đầu mình đi hát. Nhưng Hạ có tự học, tức là Hạ học về chơi nhạc cụ, Hạ học đánh guitar, Hạ học chơi trống, vì Hạ muốn mình hát cho đúng nhịp và mình hiểu bài hát. Hạ có học về xứ ngâm, mà Hạ học có về nhạc lý. Nhưng mà để hỗ trợ những cái thứ mà Hạ vừa nói với chị là Hạ chơi trống và Hạ chơi đàn. Chứ Hạ không có nghĩ rằng mình có một cái giọng ca đẹp đủ để làm ca sĩ. Nhưng mà một ngày đẹp trời nọ, Hạ đi lần đầu tiên Hạ đặt chân tới Cali là Bắc Cali, San Jose, California. Thì Hạ đi với gia đình, đi tới một cái phòng trà và được mời lên để hát giúp vui. Vì hôm đó là bạn bè và gia đình đi khá đông, thì Hạ cũng lên hát giúp vui một bài thôi. Nhưng không ngờ nó thành ba bài. Và sau đó thì bà chủ của cái phòng trà tới và yêu cầu Hạ ký contract để thành một ca sĩ của phòng trà, chính thức được trả lương vào ngày mai. Tức là đơn giản như thế, Hạ trở thành ca sĩ và cho tới giờ này luôn. Thì sau đó khi mà đã thành ca sĩ, đã đi hát, đã thâu băng, đã xuất hiện ở nhiều nơi rồi, thì có lúc Hạ mới nghĩ là tại sao mình không đi học những cái khóa về thanh nhạc để mình có thể làm cái giọng hát của mình tốt hơn. Thì Hạ cũng có ghi danh vô OC, tức là OCC. Dạ, OCC. Tại vì Hạ nghĩ là mình nên học thanh nhạc trong thời gian rảnh rỗi. Mà quý vị có biết không, Hạ đi vào đó và Hạ rất là ngạc nhiên là vì Hạ gặp Thái Hiền, ca sĩ Thái Hiền cũng đi vào OCC để học khóa thanh nhạc như Hạ. Nhưng mà chỉ có học được hình như là 2-3 lần gì, cả hai chị em trốn luôn. Tức là không tiếp tục theo. Thì Hạ có gặp một nhạc sĩ nữa là anh Dương Thụ. Thì anh Dương Thụ anh mới nói chuyện với Hạ, anh bảo là Hạ đừng nên học thanh giảng. Vì nếu Hạ học có thể Hạ sẽ phá hư cái giọng hát tự nhiên của mình. Là tại vì khi mình học một cái trường lớp, một cái quy củ nào đó thì mình sẽ hiểu là thế nào là đúng, thế nào là sai. Nhưng cái đó là nó đúng về kỹ thuật, nghệ thuật thì lại không phải như vậy. Vì có rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam hay trên thế giới, họ không qua một cái lớp, một cái trường lớp mà gọi là chính quy, nhưng
họ vẫn phải tự học. Dĩ nhiên học bằng nhiều cách khác nhau lắm. Mình tự luyện thanh, mình tự bắt chước những ca sĩ đàn chị, những ca sĩ đàn anh, mình tập những cái bài hát và mình luyện thanh theo kiểu của mình. Và cái thời gian nó giúp cho mình có cái kinh nghiệm. Và Hạ đã nghĩ rằng nếu mình may mắn được trở thành ca sĩ mà không phải đi học một lớp nào cả, và mình đã được chấp nhận rồi, thì bây giờ tại sao mình phải biến đổi mình đi thành một cái người khác, thì biết là mình có được chấp nhận hay không. Cho nên thật sự học là để trau dồi thêm, để làm tốt thêm cái giọng hát của mình, mà Hạ cố gắng để mình đừng biến thành một cái người khác. Dạ. Cảm ơn ca sĩ Nhật Hạ. Thưa quý vị, nghe Nhật Hạ tâm sự như thế, chúng ta thấy là giống như là trời cho thiên phú từ cái giọng hát cho đến cái cách diễn tả rất là tự nhiên. Và xin quý vị vui lòng đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài quảng cáo.